Xin chào các bạn. Trong video lần trước, mình đã chia sẻ tới các bạn hành trình di chuyển ngồi tàu để đi đến đảo Ngọc Vườn Thơ Mộng. Các bạn cũng đã được ngắm nhìn những cảnh đẹp trên biển trong khoảng thời gian mình ngồi tàu để đến đảo hòn đảo Ngọc Vườn. Và video ngày hôm nay mình xin gửi tới các bạn những hình ảnh, những trải nghiệm khám phá hết sức thú vị của mình trong chuyến đi này. Như các bạn đã biết, thường khi chúng ta nhắc tới du lịch Hạ Long, có lẽ ai cũng nghĩ ngay tới bãi cháy, vịnh Hạ Long và đảo Mắt Rồng. Thế nhưng cạnh Hạ Long còn có một hòn đảo vô cùng nổi tiếng về vẻ đẹp hoang sơ bình dị, đó chính là đảo Ngọc Vườn mà hôm nay mình sẽ khám phá. Ngọc Vườn là hòn đảo mang vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc giữa chốn thiên nhiên kỳ vĩ. Đảo và bãi tắm Ngọc Vườn rất đẹp nhưng hiện tại thì chưa được nhiều đông đảo du khách biết đến. Đến đây thì các bạn có thể tự do khám phá mọi ngõ ngách trên hòn đảo này nhé. Và bây giờ mình xin nói đôi chút về đảo Ngọc Vườn để các bạn có thêm thông tin cũng như biết được vì sao hòn đảo lại có cái tên là Ngọc Vườn nhé. Theo tương truyền, xưa kia tại khu đảo này xuất hiện rất nhiều loại ngọc trai giá trị và quý hiếm. Những tàu, thuyền ra khơi vào buổi đêm thường nhìn thấy ánh sáng lấp lánh, rực rỡ của một vùng trời phát ra từ đó. Vì thế mà hòn đảo này có tên gọi là Ngọc Vườn. Đảo Ngọc Vườn nằm trên đảo Vân Hải, nổi tiếng thuộc huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Đảo Ngọc có diện tích rộng 12 km, nằm trọn vẹn giữa hòn đảo Phượng Hoàng và hòn Nét. Mặc dù Ngọc Vườn chưa được biết đến nhiều như những hòn đảo khác, nhưng vẻ đẹp tinh khôi của hòn đảo có sức hút đặc biệt đối với những ai đã đến đây và thôi thúc chúng ta sẽ quay lại để khám phá thêm lần nữa. Theo sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đảo Ngọc Vườn là tuyến đảo thuộc tuyến đảo tiền tiêu bảo vệ vùng trời của phía đông của Tổ quốc. Nó được phong tặng danh hiệu đảo Anh Hùng và đây là nơi mà các chiến sĩ Việt Nam đã đóng quân và đã anh dũng chiến đấu chống lại giặc ngoại xâm. Mình xin chia sẻ đôi chút về bãi tắm Ngọc Vườn mà hiện mình đang có mặt nhé. Bãi tắm Ngọc Vườn thì nó tọa lạc tại phía nam của đảo Ngọc Vườn và được ít người biết đến hơn so với Quan Lại và bãi tắm Minh Châu, dù thuộc cùng tuyến đảo trên huyện Vân Đồn. Nước biển ở đây thì rất trong xanh và bãi tắm thì rộng mênh mông vì chưa ô nhiễm môi trường, nên là các bạn có thể, đây là chính là lựa chọn lý tưởng để cho chúng ta du lịch và khám phá khi mà đến với vịnh Hạ Long và cũng như là quần thể du lịch Hạ Long, với những ai mà muốn du lịch khám phá giống như mình đấy ạ. Bãi cát ở đây thì dài khoảng 3 km, nó vàng óng ả dưới ánh mặt trời mà, và đây cũng chính là nơi mà chúng ta có thể ngồi trò chuyện, chơi đùa và ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của đảo Ngọc Vườn. Ban ngày thì chúng ta có thể hòa mình vào dòng nước trong mắt để thư giãn và tắm biển. Buổi tối chúng ta có thể cắm trại, hát hò cùng nhau và tham gia các hoạt động team building và thưởng thức những món hải sản tươi ngon và được cung cấp bởi các ngư dân tại đây nhé. Cũng tại bãi tắm trắng mịn phía đông của đảo này thì năm 1937, lần đầu tiên những công cụ bằng đá thuộc thời kỳ văn hóa Hạ Long hậu kỳ đồ đá mới được phát hiện và mở đầu cho công cuộc khai quật, nghiên cứu khảo cổ, tìm hiểu về những bí mật về Hạ Long cổ đại đấy ạ. Mình xin chia sẻ một chút về khoảng thời gian thích hợp để chúng ta có thể khám phá du lịch tại đây theo những kinh nghiệm của mình và cũng như là qua tìm hiểu thì mình thấy là thời gian thích hợp để chúng ta có thể khám phá tại đây, các bạn nên đi trong khoảng vào thời gian mùa hè là đẹp nhất nhé. Từ khoảng tháng 4 đến tháng 8, biển ở đây rất là trong xanh và sóng rất là dịu, phù hợp cho những ai thích tắm biển đấy ạ. Còn các bạn nên tránh vào những khoảng thời gian như tháng 9, tháng 10 vì ở đây là mùa mưa bão thì nó sẽ không an toàn đối với du khách khi đến đây, và nó cũng mùa mưa bão thì nó rất là nguy hiểm và thường xuyên sẽ bị cúp điện, sẽ không phù hợp để cho chúng ta đi du lịch khám phá tại đây nhé.
bạn này một cát lên va mắt nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hãy đăng ký kênh và đừng quên nhấn chuông cập nhật và đón xem các video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.